Anh ở công được bao nhiêu rồi? Xì đỏ. Chuyển góc mà nào. Đẹp đấy. Thời gian sau. Sau cái sách chẳng mua được. Siêu mini, siêu sạch sẽ. Quá thật tuyệt luôn. Còn gỗ. Toàn cây khá sạch sẽ. Sao nó mấy cây mấy sao mà này cái nào mà xuất chiêu kết thúc đây có cái xi vé bán đây ui giời đây hai con vé này thì nó càng lục càng nhiều con này gần siêu mịn một cây một cái là tên là đục cây nó phải đục không được chứ đạt rồi ba cây mới đục nhỏ đấy nhỉ cây đang gọi là phá cây từ số sang nghệ thôi mà từ không nghệ thuật sang nghệ thuật đây qua xem. Đang kêu đau. Cái mẫu đơn này, kiếm cái mẫu đơn này cũng hay. Đẹp. Xin người đấy. Đồ mấy hôm nằm cái đấy đâu. Tao mà xin chập chiều. Tay bóng của em ấy. Bóng cái mắt. Cái em. Tay bóng. Anh ấy xuống dại em. Cổ hơi cao hơi cứng luôn. Có 2 cái thì thế nào? Hết rồi. Được bà to vào đâu. Đây chắc. Thời gian dài nữa nhỉ. Hay lấy một cái hôm này nó gọi ra một cái thân cút này sau đợi vào cái mầm mà như cút thế này cút chính thế này cái này bỏ này hết gì lộ một cái thân thôi nó rửa lại đấy ngay đây mà thân thôi còn nữa không ông cứ cho xe ra là cái này bỏ này người đâu xe đấy điểm cái này cắt chi sơ phần sửa được luôn nè cái này chắc là mỏng mẹ mỏng dính chân này rất thích đà con này là bút đỏ đấy đa đấy đa cổ đấy mùa nó sao nàng nó côn cái đấy sau nó những cái bó sóng này đẹp bền
hết cả vết, cưa xù hết cả tay. Cao lên tí. Mạnh, mạnh tay đấy nhỉ. Các cảnh ấy là mạnh tay đấy. Mình lấy một cái vách không mà. Con ấy lại được một con khác rồi. Một cái con đấy. Hôm nay ghép đá, trung đá ra đây kiểu gì thì được năm sinh. Chỉ cần năm sinh. Gọi shipper đây gửi về cho Trung đi. Đúng không ạ? Tao đặc biệt tao không thích đá. Anh trên chi cái đoạn nhỏ cái về em dâm được không? Đoạn nhỏ kìa, đoạn nhỏ kìa. Đây á. Ông bé tí. Chào ông cả cục kì. Đây á. Lấy cả mấy cái này về em dâm. Đây, cục kì. Sao anh về anh bố trí nghe bán đi. Đấy. Em cảm ơn. Cứ đứng đây một lúc nữa đẩy. Bán cho luôn đây này. Đấy thôi. Cứ tưởng huynh để mang về. Cho luôn. Quý quá, trồng cái sống luôn này. Vâng, trồng sống luôn. Cái này có dễ này. Đẹp quá. Cảm ơn anh nhé. Đấy, ra đúng lúc ấy. Quan trọng là ra đúng lúc. Thế thôi, về có cái chậu trồng. Còn tay nào cho em một tay. Đây. Đây nó hơi cứng nhỉ. Đấy, đứng đây tí có cây mang về. Có cây mang về. Anh cứ kẹo đến này thì gần nó đang đẹp. Không hết là cây rồi ông nhờ. À, không hết là cây. Ông, đang đẹp. Ông đang sốt ruột. Đang đẹp mà cưa mới cắt được. Nó không biết làm. Chơi dáng khác. À. Chơi phong cách khác. Cái này ngoài đây. Cái này còn đục vẹo là kia kìa, đục vẹo cái gì? Đây mà không được. Đục để làm cái ghế ngồi. Thấp quá, thấp quá. Ông mình đấy. Cổ quá cao. Cắt thì đẹp nhưng mà giật lên thì hơi lâu. Chơi lâu dài là phải chịu đau. Lúc người ta đều mới nhịp này. Mới đội ra luôn một cái thanh như kiểu cái chập trần ấy. Nhanh lắm. Đẩy ngay. Đẩy ngay ta là bấm
đấy, nhìn khôn cây hơn. Cái này bỏ đi này, cái này bỏ đi. Đang bị rối luôn. Đang bị rối. Tay ra xào đẹp, tay xào bắt đầu. Vấn đề nó đang bị vá vào đấy. Đấy, của em đi. Bao tuần nhỉ? Trên bốc container. Chơi đúng một phát mặt này đúng không anh Công ạ? Đấy mà quá sâu rồi. Cái này vẫn hơi cao nhỉ? Đây. Cái đó đẩy đâu mình thua đấy. Dần. Không, đã giật giật luôn để nó lẩy luôn, bắt nó phải nộp vào tay mình. Cho nó thừa tí anh ạ. À. Nhiều khi nó lên nhưng mình đưa xuống nó lắc ra, có là cái điểm hay cũng không có hay ở ngang. Nhưng mà nhìn nó vẫn bị thẳng. Thằng đa nhiều khi nó dính cái đoạn trơn nó lẩy mắt. Chiều nó cũng Khánh Hội đấy, chiến thân đấy. Bánh mì, bánh đạt, bánh tưa, bánh su kem, bánh giày, bánh giò đây. Bánh mì, bánh đạt, bánh tưa, bánh su kem, bánh giò, bánh giày nào. Anh đi sợ gầy. Thế, câu này mình càng thích gầy mà anh. Nó mới chống tích. Chạy nó đẹp như này. Cái này là trồng tròn. Nó trồng tròn. Mỏng vậy. Cây mỏng. Cây mỏng và trồng tròn. Bệ là cho nó bệt. Cái nó bỏ hết đất đi, cân mỏng dính như vậy. Bệ cây. Thành con người khác. Thành một tác phẩm khác mà nó sâu cây thật cây, cái đường ngang như này bỏ hết rồi. Giờ mà để cây vừa nãy đố các cụ nào dám cắt đúng. Nhưng mà mình nhìn thấy cây ấy, cây như kiểu cây mới đi không ấy còn mắng mày. Cái bước ngồi trên cái đường là ta không thích, nhưng mà ta không thích cái nên màn này hôm nào mày mới thích. Em mua cốt đẹp mà bệt thì nó mới vách đường bàn luôn. Mà có đắt đâu. Đầy luôn ý, tao không thích cái màn này mà. Lúc đầu tao còn nhiều cái da đẹp nỏng luôn. Nó phải vào hút. Còn đa bonsai thì ta chỉ chơi đa nàng. Bế và ngắn, được chưa? Luôn. Báo Tết thế nào? Mùa xuân đấy. Báo Tết đấy. Báo Tết đấy. Lạnh lạnh mà. Đang báo đấy. Mưa mưa phùn. Mưa báo đi, báo là sắp Tết rồi. Cảm ơn đi. Thấy chưa? Không nhanh mất Tết. Đừng ngồi nhà nữa. Ra rồi mà cảm ơn đi. Thấy chưa? Là mưa vẫn mưa bay trên tầng cát bụi. Đấy, đục dưới mưa xuân này nhìn ra bán mưa nhé. Xanh mướt.
lại sâu thêm một phát nữa, sâu cây hơn. Thế nó mới lộ được mấy cái đường này. Sâu cây. Đấy, khoáng sâu cây. Thế tay bên này có gì làm phát nữa. Cái này thì nhìn hai mặt này bắt đầu ngon rồi. Cái bên này chắc phải để bỏ phát ra cái cổ kia ra. Bỏ cái này cho cái cổ nó đỡ cứng. Đấy. Cái cổ nó đang bị ra cái bỏ tí thôi. Đúng rồi, bỏ một đoạn. Cứ bỏ từng đoạn. Cho thoát cái cổ. Một cái. Thoát cái cổ. Đoạn này. Đoạn này còn cái cứng này đẹp của nó. Đúng rồi. Cứ bỏ cái này hơi ơi. Chắc nhiều. Thoát cái cổ. Một cái này. Phẳng hết thì lấy tầm này này. Lùn đẹp phẳng đấy. Không, lấy gì đấy mới đi. Lấy số mù. Vậy này em đục hết về em đục lại phần đất thì phần đất bỏ hết. Phẳng hết. Cung ngắn lại toàn bộ. Sát vào chân. Thì ông cầm cả cái kia luôn. Hai cái. Đây cái đấy chú ơi. Kia để cắm, chú cắm sống ngay mà. Sống ngay. Đấy. Cái thứ hai mới đẹp. Đấy, cái thứ hai mới đẹp. Về ghép vào nhau là ngơ đi 3 năm sau là có cây đẹp. Chục sau. Hai chục năm sau đa nó hết. Ít không có người dòng đa. Mấy là lại mấy cây vàng này. À, bây giờ ông đi kiếm một cây đa đẹp bây giờ thì khó lắm. Đa được ai thôi, trồng được đâu mà. Kiếm cây đa đẹp cực khó luôn, dễ đâu. Xanh si có thể kiếm được nhưng đa khó. Xuân quá. Dập kiếm phía bỏ. Cô về. Bánh thật đau. Rồi, bôi thuốc vào. Làm điền là phải làm như thế đó. Làm điền về kém hơn. Phá vào cái bước đi.